xin giới thiệu với anh em gần xa bạn bè con đài hiệu Natural RW548. Thì con này về hình thức rất là đẹp nha anh em, mới xuất sắc luôn. Thì gần này quay gần cho anh em xem đó, nước sơn là đẹp hết trơn nha anh em này. Cái mạ xi nè, mạ xi rất đẹp, đặc biệt đó là cái này nè, còn rất là bóng, đẹp như mới trong veo luôn. Rồi phím cách xét là đẹp hết. Rồi hiển thị, những cái hiển thị mà trên phím cách xét nè đẹp, rất đẹp. Rồi chữ núm nút nguyên zin hết luôn, còn đẹp sáng bóng. Rồi cái lo này là thường thường nó bị hay bị sét, hay bị chốc sơn lắm anh em. Này là đẹp toàn vẹn hết luôn. Rồi mạ xi rất đẹp luôn. Rồi bên hông này anh em nhìn ha. Rồi bên này cũng rất đẹp luôn, nguyên xi hết, nước sơn còn đẹp nè. Rồi mặt lưng đẹp không tì vết luôn ha. Rồi anh em nhìn xem cái chấu pin rất là đẹp luôn ha. Rồi còn mã số luôn, 546068. Rồi anh em nhìn cái anten nè ha, anten như mới luôn. Rồi bây giờ xin test cho anh em. Trước tiên là mình xin test radio đi. Rồi đồng hồ vô nè, mở ra đồng hồ vô lên nè ha. Trên này là khoảng 104. Nhân tố độc hại. Rồi 102.7. Trên là 102.7, cái chân số 90 nè. Chuyển miên chẳng hạn. Kiên Giang á. Quý vị và các bạn đang theo dõi và câu lạc bộ sân khấu của Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang. Chương trình này được phát vào lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần. Sở 13 đơn vị thuộc tập đoàn ở khoảng 90, kênh 94 93.1 An Giang nè. Thanh tên là Duy Thanh nhá. À, tại đây thì chúng ta có thể thảo luận về hạng nhẹ. Mày lụa mới câu yêu thâm lương. Rồi radio hoạt động tốt ha. Rồi bây giờ Tú xin test một cassette đi. Rồi, tua lùi nè. Tua tới nè. Người đi thank you.
rồi, auto stop luôn nha anh em, auto stop luôn, các anh em để ý xem. Rồi auto stop luôn ha. Rồi giờ xin chú xin test một đoạn ngắn tâm khẩu vô duyên ở cải lương người tình trên chiến trận đi. Không cô, nếu em không về, tên mã phu này sẽ phải chịu cực hình kinh khiếp nhất. Cô thật xin. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì tiểu thơ nên về lại quê. Cassette đã hoạt động hoàn hảo, Thanh Tú xin test radio ổ âm Lion. Cắm cổng Lion nha anh em. Rồi, mở Lion đó thì mình phải mở radio lên. Rồi, cổng Lion nha anh em. Rồi. Zalo 0919073813. Xin cảm ơn anh em nào quan tâm thì kết bạn Zalo mình gửi nội thất cho xem luôn. Rồi xin chào nha.